héo quá trời ông ơi. Đây bây giờ này, anh lo tưới trước cái miếng đây, ngày mai tưới buổi sáng mai nó mới rồi, chứ giờ để sáng mai tưới chịu nổi với đâu mày, em biết sao không? Đâu mày không không có cho mai nó khô lắm em. Em xin chào Đốc, chào 500 anh em đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Chào em, chào bà con, chào ông giả nhiều, để lại anh bỏ cái bèo bự nghỉ. Gì mới tưới tưới nghỉ hả? Tưới bên đây rồi, bây giờ tưới cái mai héo nè, cái nó héo nè. À. Hôm nay 23 tháng 9 âm lịch anh chị em. Đây. Khô luôn phải chưa? Đây coi nó khô nè. Nè. Bên anh Út là cỡ này anh mới tưới nè. Bởi vậy biết sao em biết sao mà đặng sáng mà tới tứ không có xảy em. À. Nó hơi dốt dốt vậy nè anh em, cái lá nó hơi. Nè em thấy nó héo nè, nó lá vậy là tứ chúng đứng lại chứ đừng để cho nó héo quá. Ừ. Nó chuẩn bị thôi đúng không? Nè. Nè cái lá này thấy không? Này là cái này là héo hết nước nha. À. Thấy không? Trời, héo hết nước giờ do lá dữ không? Cái lá nó tối. Dạ. Là cái lá nó tối. À, vậy ảnh mới thưa chịu nổi không anh em? Thì nó nút nói chung là canh nước ghê hơn mấy cái vườn khác á. Canh nó cỡ này nè anh em, mới chịu tưới nè. Ừ. Biết sao không? Mấy cái gì nè, em tưới cái ăn nước á, cây cây mai nó vừa nó vừa ngưng đọt với cái nút nó lên bự lắm. Nhưng mà hình như em để ý mấy cây mà anh để ảnh để nước cỡ này nè anh em, là mấy cây mai mà nút nó nhỏ á, nhiều khi để vậy cho nó mau ra nút. Cây non nữa em. Đó cây non đúng không? Ừ, làm cho cây nó già lại. Đấy, cho nó già lại luôn. Cho nó già bớt lại. À. Nói chung mà nó nhiều lắm em ơi, nó nhiều cái lý do lắm, nhiều khi mình nấu anh em ta không chịu tin. Vậy là coi như hôm bữa anh có chia sẻ một lần về cách tưới nước của anh á, là có thay đổi, nhưng mà phải tùy cây anh em. Đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải là cây non là anh vẫn phải áp dụng cái cũ đúng không? Đúng rồi. Nói chung là tưới mai nó ngay là mấy tháng kia mình tưới sao không được, trong đó có mình bỏ một bữa mai tưới được không sao, còn tháng này là mình bỏ là nó hư. À. Nhưng mà cây nào mà kiểu mà anh Út nói thay đổi tưới liền đó là phải mấy cây mai ăn Tết đúng không? Đúng rồi. Còn mấy cây mà hơi non non cái là mình vẫn phải áp dụng cái cách cũ cho nó héo cỡ này mới tưới đúng không? Đúng rồi. Với cái mai nó héo thì em tưới cái mai nó khỏe lắm. Nó phát triển tốt lắm. Em biết sao nó héo em tưới lên cái lá mút lá đen thui xanh đen kiểu cái mấy cây này là đang chạy đọt nè nha anh em. Đang chạy đọt nè. À vậy cái mai ngày mai em biết sao em ngắt đọt nó không nổi lên quá bá hốc. Còn mấy cây mà đã đứng đọt nè anh em, nhưng mà cây này có vẻ là cây mai nó ngã bể chậu luôn rồi đúng không? Bể chậu luôn anh đẩy luôn rồi Tết rồi mình lật lá rồi mình đem chậu mới về rồi mình cẩu lên bờ mình thay lại. À cái cây mà bữa trước mà tờ gió mà thổi bể chậu hả? Là cây này đúng không? Ừ. Nó nè nó bể luôn bây giờ thấy không? À. À, mấy lỗ kìa. Cái cây này là của người ta hay của anh? Của anh. Rồi không lẽ giờ sẽ cẩu vô dài dọn mà thấy mẹ sao dọn? À. Nhưng không có chậu bự nữa thấy không? Cái cây mà đặt cái đặt bảo nè anh em. Đây, quay lại cho anh em coi nè. Đó, à, để luôn rồi luôn á. Từ từ nha. Quay lại anh em coi nè. À, từ từ. Nè anh em. Thấy chưa anh em thấy chưa? Đó, bể vậy luôn nè. Cứ để luôn vậy luôn chứ không lẽ giờ tay mình làm đâu nổi, bốn người làm đâu nổi em. Do cái bể này á nên là cái cây nhìn nó hơi không được mạnh nè anh em thấy không? Lá nó vàng. Ừ. Giống cây này cũng có lý lắm á. Tại vì nó bị nhìn đỏ. Với cây mai viên nó hơi đứng lại luôn. Để nó nghe. Cây này tại cây mai viên mai vàng thôi chứ cây mai ghép là anh cẩu từ hồi trước tới giờ rồi. Anh đâu để nó bị nó vậy. Tại nó riêng nó trâu đúng không? Ừ, nó ghi nó, à. nó khó mà trục trặc lắm. Cái lá nó vậy anh tưới nè anh em thấy không? Nè. Nó khô luôn á. Đọt ngon nè. Nó khô luôn á. À không. Tức là cái kiểu này là anh chỉ dành cho mấy cây mà thứ nhất cây non, thứ hai là cây yếu. Nè thấy nó khô mà, nó khô cái chậu nó giật luôn rồi thấy không? Dạ. Mà cây mai này em biết sao nó ăn nước lẹ lắm em. Cây này cây mai viên luôn em, mai long cánh, mai của khách á. Nhưng mà cây này thì nó tàn nó nhiều nhưng mà nó đang non nên là ảnh tưới ảnh để vậy để cho nó mau già lại đúng không anh? Đúng rồi, cho già cho cái lá già lại em. À. Chứ còn mà tưới nước liên tục thì nó cứ không được đâu. Tưới nước cây mai này dù mà tưới liên tục được tưới mà em càng tưới nó càng chảy đỏ. À. Còn để này nó rủ lại nè anh em thấy không? Chứ cái gì làm cây cũng như ăn cơm cái gì em ơi, cái gì mình nó cũng vừa đủ thôi chứ nó mình đâu để cho nó quá coi cũng không được. À. Mình canh làm sao nó vừa đủ thôi. Anh em thấy cách của anh Út là coi như là cũng nhìn chung mà thấy cũng khác á, nhiều vườn khác anh khác em hơn nhiều. Ừ. Khác hơn nhiều phải không? Khác nhiều quá. Để nói nghe,
em nghĩ cái vườn mai cũng có mình anh là dễ tránh thôi. Mà nghĩ vườn trà bá về vừa bên kia vừa ở nhà nữa, em hỏi mẹ mà em hỏi làm cỡ về là kia mà cũng không phải nói dữ dằn lắm rồi. Thiệt quá. Nhưng mà có cái này nè mà nhiều anh em phản ánh lắm rồi. Mà cái nhiều nhà vườn cũng phản ánh luôn, mà cả cái vườn kế bên anh cũng phản ánh luôn. Ừ. Anh biết cái vườn ai không? Anh Hoàng Quân đó. Ừ. Anh nói cái dồi xịt gì có chút xíu à. Thì không, anh vắng quá nhỏ nè. À. Anh biết sao không, cái vườn anh này nè. Cây á, để hết cho. Tại vì biết sao không, cho nó lên tới mặt chậu. À. Đúng không? À. Anh không có đẩy miễn. Dạ. Em mà từ giờ em mà đẩy qua cái máy là mốt lỗ hang không à. Thì bây giờ anh đẩy miễn không. Anh chơi cái máy. Không, nói chung là đẩy miễn là mọi người ý em. Này cũng như mấy cây nè, anh bỏ lên lớp cho nè, em mà tứ em mà đút cái giò mạnh vô vậy là đâu có được, là lỗ hang cái mai nó đâu có liền lại. Tại vì mai của anh á, để nó hết cho cái mai của anh á là mai, cái lượng mai gửi nó nhiều. Dạ. Mai 7 mùa, 8 mùa nhiều, mai nè em phải tứ qua tứ lợi 2-3 đợt. Dạ. Ờ cái mai nó mới xuống hết. À. Còn cái mai mà em mà đi cái giò mạnh tới cái gọt cái nó trôi mất tiêu, em đi chỗ khác là không vừa được. Tại cái mai anh nói là tại giờ này nó nước hơi yếu chứ sân mặn nó mạnh ghê gớm lắm. Thế nãy em quay anh Hoàng Quân anh tưới nước á, chừng một cây anh tưới chừng 10 giây 15 giây xong rồi. À. Quân tưới mai lẹ lắm. Ừ, anh tưới mai không, anh tưới mai tại anh tưới cho nó không đứt lắm, tưới qua tưới lại không đứt lắm. Tại anh nói chung là anh tưới mai cũng khác người ta nữa. À. Tại vì anh là ba bữa mới tưới bữa. Chứ anh không phải tưới ngày bỏ tưới, không phải vậy. Ngày bỏ tưới là cây nào già là ngày bỏ ngày tưới. Dạ. Ừ. Đó, như cái mai cái mặt trậu liền em đi cái máy trà bá vô cái nó đi cái nó sôi xói lỗ cái kỳ lắm. Rồi anh biết rồi, khán giả có ý kiến với anh sao anh biết không? Anh có đọc không? Bữa có coi rồi. Anh sao anh nói thử coi. Bữa không phải để nói nha, anh bữa anh bữa có sao? Coi rồi, bữa có coi vụ tưới nước rồi, mình có bình luận rồi. Bình luận anh nói sao? Thì ấy người ta nói tôi né anh Út tưới cái vòi lạ quá không? À nhưng mà còn một cái bình luận nữa liên quan tới cái nước nè. Đó rồi thôi anh tới đó thôi à, anh tắt máy luôn. À là có cái vụ này để đứng, em nhắc lại cho đứng cho sạch đi đi vô. À em nhắc lại cho anh Út nè. Đó nãy giờ anh em thấy từ cái khúc mà anh Út tưới anh bỏ vô đó rồi tới khi mà anh tới cái vòi nước đó là múc chỉ xa. Nó tầm khoảng 50 mét đó anh em. Thì có anh em góp ý là sao anh không xài cái remote đi anh. Muốn cái đồ bộ remote đi. Chi cho cực khổ, không biết có cho móp là anh phải em phải xài điện. Đúng rồi. Ờ mà anh đâu xài điện, anh chỉ mở qua anh này nè, tính Tết này nó dài quá này, anh đi thêm một đường ống đi cái phá đây nè. À. Tới đây là anh phá nước lại. À. Đúng không? Chứ giờ anh đi từ cuối vườn tới giữa vườn xa, nó xa lắm. Xa. Ờ cái nè, tới đi đường ống nó chạy nè, ống 27 nè. Đi làm cái phá. Nhưng mà em thấy đâu gắm nào, nhưng mà em thấy cái ảnh nói là cũng hay á, làm cái remote là chơi cũng hay á. Đó, anh đi tới bên kia là móp bấm dễ gì nó ăn. Ăn. Thì anh thấy Quân lúc trước nó cũng làm hoài sao nó cũng luyện hết cháo. À vậy hả? Ừ. Anh thấy mấy ông cũng xài đồ móp sao này em cũng luyện hết trơn. Kỳ vậy. Nói chung là mình còn sức thì làm đi em ơi, giờ nào hết sức tính sao. Quá trời ống luôn, mỗi ống là cái ống vàng là tứ phân đó. Đó nè, chúng mới làm hai con lớn mới rồi nè. Này mới non nè, là mới làm luôn cho nó rồi luôn cho rồi cho nó hoàn thiện. Chung là mai này Tết chơi cũng được. Cái này là ớn ốc không? Ừ. Nói chưa để em nói em nghe. À, rồi mình cũng xin lỗi cộng đồng đi chứ hôm nay mẹ tuần lễ này mình nghe nhức đầu lắm. Vụ gì mà nhức đầu anh? Không phải gì. Ai cũng điện, nói chung là nói nghe chơi vui rồi mình xin lỗi trước cộng đồng nha. Dạ. Ai cũng kêu bán mai hết, mình cũng không phải nói với... Tức là ta chào cũng, anh bán mua á. Cũng muốn suy sụp. À. Thật sự là vậy, mình cũng không, nói chung là mình cũng... Nhiều khi anh cũng muốn kêu bán hết luôn, nói thật á. Để làm mới gửi đồ này kia thôi, cho nó an toàn với giờ. Anh thấy người nào sống mơ nào, vườn này vườn kia đồ, nút ơi có khách khứa nào không, giúp em, vườn kẹt quá bán, biết sao không? Để nói em nghe. Cái nút làm tốt quá mà. Không phải, biết sao không? Tập mai là ok là biết bị gì không? Gì anh? Anh em sẽ trụ không nổi. À. Trụ vừa năm trụ không nổi. Tại giờ nói chung là mình cũng nói chung là mình. Sợ mai rẻ quá không trụ. Vừa mai rẻ là một, vừa anh em mình giúp mà làm ăn cũng năm nay làm ăn cũng không được, không ai có tiền bạc. Dạ. Sợ mình nói là mình sợ thật, mình sợ anh em trụ 3-4 năm nữa.
chỗ chỗ cũng nổi. Không, mới đó anh nói một sự thật. Dạ. Không, chứ không phải là gì hết trơn á. Cả chính anh luôn, anh nói thật á. Là chỗ nổi không? Anh nói thật, nói là sợ cộng đồng chữ thôi, chứ anh là cũng gọi là ok, không có gì trơn. Mà anh, tại anh nghe anh cũng nản. Dạ. Ờ, thật sự là vậy, vì khi anh cũng kêu bán mẹ, ai mua được anh cũng bán mẹ. Thật sự anh, cái người đó cũng kêu bán hết trơn, mà mình cũng chán, thật sự là vậy đó. À, tức là những vườn ở Thủ Đức luôn hay là tỉnh? Ở anh tỉnh, các tỉnh luôn, cũng có Bình Dương rồi quận 12 cũng có. Dạ, nói chung là tùm lum tá lả trơn là, rồi nói chung là nhiều lắm. Mà anh thấy là cũng khẳng phản mà chiếm 90%. Dạ, dạ. Đa số anh em người cũng khó khăn. Dạ. Ừ, họ sợ chủ không nổi rồi. Dạ. Mai ngàn hư nhiều quá. Dạ. Ừ, chứ anh làm ma đạt vậy em nghĩ mẹ mai nó thấy cái nào nó mà dọp cái nóng lạnh không ngựa nó cái này dữ lắm anh thật. Ngựa chứ đâu phải gì, anh là không có gì đâu mà mình thấy anh em mà thấy mình cũng sót chứ không phải là gì. Mẹ riêng của anh nè anh chị em. Chứ mình là mình dù sao cũng có chút đỉnh tiền bay gửi ăn, với mình cũng có khách xưa giờ người ta thương mến mình cũng có chén cơm ăn, nói chung là không có giàu có gì cũng có chén cơm ăn phải không, mà mình thấy anh em thấy mình cũng sót. À, gì? Nhiều anh em cũng hỏi Mayrin mà giờ không có nút thì sao mà thấy anh giờ nó thấy nút nhiều quá nha. Nút dữ lắm, bà ơi mai gì không nút, mai chỉ mai si mà không lên nút thôi. Anh nói thiệt với em chỉ có mai si là không nút thôi, chứ mai mà nó đẹp thì là từ từ nút lên đó. À, giờ 23 tháng 9 là phải có nút phải không? Ở dưới cây bên này yếu nhất của anh là cây này nào phải không? Ừ, nó non thôi, bởi anh dạng cây nó già, cây nó cho nó khô. Mà anh em coi anh không nút không trơn cái mai á. À, trời ơi, anh cái mai anh sống anh lụm bạc nay mà gần 20 năm rồi mà không lẽ mai năm nay nó kịch hơn mấy mỗi năm nữa đó. À. Nhưng mà trong cái clip này là anh em nhớ lưu ý về cách tưới nước nha. Là hồi nãy mấy bữa là cứ lo, thứ nhất là trước đầu năm là anh tưới nước là anh cứ để cái lá nó héo rồi nó dốt anh mới tưới. Nhưng mà tới cỡ tháng giữa tháng 9 là anh đổi lại. Là để, cái lá để, nó hơi buồn thôi là anh tưới rồi. Để nói nghe. Thì cái mai này cũng dạng tưới nước, đối với vườn của anh thì ta tấn hai cách là. Dạ. À, tại vì cái mấy cái tháng kia đó, tại vì để cái mai mà lỡ nó héo quá đó. Dạ. Nói chung là ngày mai em tưới được không có khô cho nó. Dạ. Ừ, bất quá nó gớt lá tưới tỉnh lại thôi, chứ mà cái mai nó càng héo vậy em tưới được cái mai nó càng phát triển. Dạ. Tại nó khô quá, em tưới nó rút được cái là nó bắt là nó phát triển rễ ghê lắm. Dạ. Còn cái tháng này nè. Cái tháng này em mà để nó héo quá ngày mai em tưới nó gớt lá. Dạ. Tại vì tháng này từ lên là nóng dữ lắm, em tưới nó gớt lá hết luôn. Dạ. Tại vì tháng này thì Tết còn mấy tháng là mình xài bông rồi. Dạ. Ừ, mình tưới gớt lá hết này kìa, rồi cái nước ăn cáp. Đó, thành ra tưới mai đun rồi cây mai nó vừa hở nè, em thấy nó hở không? Cái này em thấy chưa? Thấy không? Nó này nó khô nè, em thấy giờ nè, nè em gọi nó cây phải nó khô không nè, này nó cứng ngắc luôn nè. Dạ. Này nè cho mà nó muốn khành đất luôn nè, em thấy không? Nè. Dạ. Thấy không? Cái này em để như ngày mai em tưới bốn tưới là cây mai nó gớt lá hết luôn. Dạ. Mai là nó héo. Đó là mình lo, anh lo tưới trước cái dạng đó là mai tưới dạng đây, tại đun rồi mình không có cho mai nó khô lắm em. Đó là cái thời điểm này là những cây mai mà ăn Tết á là anh phải canh vậy đó. Đúng rồi, nhưng rồi. Mà đối với những cây mai mà hơi yếu giống như cây quên kia và ít nút giống vậy là anh để cái lá nó rủ luôn. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Tại nhiều anh em nói sao hồng nó quay có con cái quay hoài, có tưới nước quay hoài. Ngon. Nhưng mà anh em phải nhớ là mình đâu có biết trước là cái đáp án của nó đâu. Chung nhiều khi lần trước con quay là nó còn thiếu sót. Đúng không? Mai nhiều cách đó mày bay. À, bữa nay lại phát hiện ra cái này nữa là mình phải lưu ý. Chứ thứ hai mà của anh em là về họ tưới rồi nè, tại vì nó ngay á anh để cho vút vốn mới tưới cho cái thằng mai vàng nè. Dạ. Còn thằng mai ghép là mình lo mình tưới. Dạ. Thằng mai vàng bỏ không có khui chấn á, tại vì ở dưới nó chưa có xuống. Ngày mai là 9-10 giờ nó sẽ héo. Dạ. Ờ, mà em tưới đúng nó chạy ghê lắm. À. Tại em nghĩ cái mai mà cái bầu mà anh thay nó mấy năm rồi mà nè, cái này ngoài đây nó mềm mà trong đây nó cứ ngắt nó thành đất luôn nè, thấy không? Dạ. Tại là nó lâu hút nước lắm, bởi tưới qua tưới lại tưới qua rồi tưới riết vậy đó. Nói tới cái vụ đất này nè anh em. Bây giờ em sẽ chuẩn bị hỏi trong một cái clip sau một cái chủ đề rất là hay mà nhiều anh em mà quan tâm. Còn cái mai đất không có tốt như rộng kìa. Đâu anh? Nè. Là nói về cái vụ đất này nè. Đất sẽ vừa không nha. À. Anh nói thiệt. Mà cái vườn này chút xíu nữa anh em coi. Trời ơi, anh nói cái vườn mai anh, cái vườn mai là vườn mai bá nạp mà nè. Đây là đất không à. Em thấy dở khô nó giật luôn rồi thấy chưa? Đất cái sợi dừa. Dạ. Là cái chủ nó trồng gửi cho mình. À rồi bây giờ đứng đây luôn anh Út ơi. Đứng đây luôn mình chuẩn bị là cái clip 2 nè, cái clip này mình chào anh em đây. Để em quay cho anh em một cái clip này nói về cái vụ đất này rất hay nè. Nè em coi cái mai này nó héo nè thấy chưa? Thấy cái lá buồn, cái gai nó héo nè. Dạ. Thôi ngày mai tưới đó, sáng vô tưới sớm.
thấy nó khô vậy. Nhìn thấy nó hơi nứt nứt ở nó heo quá không à, vậy không khô cho đó đánh. Tại cái lá nó còn non. Nhưng mà anh em thấy là cái này nó không khéo như là hai cái cây mà ban đầu của anh á. Đúng rồi, nó lá nó còn non, không khô chân á. Mình sợ cái lá già quá đó, cái lá mà cái lá 11 á. Dạ. Là có vấn đề. Nói chung mấy cây này cây ăn Tết của anh á, anh em. Mai Tết, mày là mai Tết không á chứ. Dạ. Nói chung là mai này là cũng gọi là mai Tết luôn, mai này Tết chơi thoải mái. Dạ. Tết vậy dữ lắm á. Còn cây này bữa nay cũng đặt tiền luôn nè. Thì cây này anh ta gửi mình á là hồi trước nó không có kính đâu. Đúng rồi. Em quay cây này nhiều mà. Nó thưa thớt lắm chứ không phải nó bự gì đâu. Dạ. Ấy đi để vô anh dẹp nó lá. Rồi thôi vậy chào anh em clip này cái nó rồi, quay. Chào em, chào con, chào giả nhiều. Dạ, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em yêu thích nốt yêu thích kênh thì nhớ mình bấm nút like ở góc trái màn hình và bấm đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để xem cái clip tiếp theo sớm nhất trên kênh Chợ Sài Gòn nha anh em. Nghỉ đây, mai quấn nữa. Em ơi.